Chào anh em ha. Anh em nào có theo dõi clip thì nhớ con gà này quay một tuần trước. Một tuần trước là mình nói con gà này nó đang có trứng chuẩn bị đẻ. Là con gà trống chuẩn có trứng nha. Chuẩn bị đẻ là con gà nó mập quá trời mập anh em. Con gà nó y nó con gà mập gần mấy đẻ luôn. Nó 1,5 kg mà nó lên đập máy thì chứ chứ mình có nhắc rồi. Có nhắc rồi là nó đập máy nó lên 1,5 kg ha. Thì cái tướng con gà nó chút chiếu vậy nè mà nó lên một nó lên ký như vậy đó. Thì anh em cũng biết rồi. Nó mập ẩm bữa hởm ẩm cho anh em xem cái đít nó phợi như thế nào. Thì mình nói là trong vòng một tuần lễ mình sẽ quay lại cho anh em xem là con gà nó xuống ký bao nhiêu. Thì bữa nay á mình cũng rất là mừng là con gà mình nó chỉ còn có 1,4 kg là mình xuống được 140 g 40 g nha. Thì con gà của mình nó mình rất là mừng là chứng tỏ của mình là con gà đã xuống ký. Thì mình sẽ ẩm cho anh em xem cái đít nó bữa nay nó như thế nào ha. Đứng lên á mới thấy cái đít là để hỏi mình anh em mà có theo dõi thì cái đít chỗ này nó cứng nhắc à, nó phợi gà bành kỳ. Thì bữa nay nó rất là mềm anh em, nó rất là mềm, là con gà mình nó đang xuống ký rất là nhiều. Bữa hỏi mấy mình buông mình thả ra cho nó nhấp á thì cái chân nó lết lết dưới đất không mà đít nó sợi đít á. Bữa nay anh em nhìn nè, bữa hỏi mình anh em có theo dõi clip anh em có thấy cái này nó căng, mình quay đằng ngoài cho con gà anh em xem là cái này nó căng ra nó như một con gà mái đẻ. Mình nói là mình chọc nó là có cái là con gà chờ chóc để trứng. Đó, bữa nay anh em nhìn cái đít nó nè, nó còn nó tóp vô hết rồi. Rồi thì đứng lên coi. Đó, bữa hổm mình cầm thì nó phợi một cục bằng chi. Ha, à, cứng nhắc luôn. Bữa nay nó mềm nè, nó mềm xèo. Là con gà mình nó chuẩn bị xuống một tuần sau xuống nữa. Một tuần sau là nó sẽ xuống còn có 1,30 kg cho anh em xem ha. Thì mình sẽ hay quay từ từ cho anh em xem là cái cách mà mình nuôi con gà nó xuống ký. Nó bị mập đít, thì nó xuống như thế nào. Thì mình chỉ cho ăn ít thôi, cái đơn giản mình cho ăn ít. Mình cho nó ăn chế lộ một buổi sáng chút xíu lúa à, ăn ngũ cốc mình cho chút xíu rồi. Và chiều mình cho ăn chút xíu với hai cử mình cho nó bơi. Tại sao mình núp ở đây? Mình núp ở đây là cho nó bơi, chứ là cho nó bơi nó hoạt động, chứ mình không có cần chuồng bay chuồng chạy cho anh em. Mình làm nuôi mình nuôi con gà nó xuống ký rất là đơn giản nha. Thì mình cũng thường vô ngại nó lắm. Ngày vô lần chơi với quét cái đít này nè. Quét đây rồi quét cái đùi. Bây giờ con gà này nó xương gân cốt nó đã bình thường lại nghe anh em. Đó, cái con gà cái mặt cho anh em nhìn tướng nó chút xíu vậy nè mà nó mập bữa hổm cái lưng nó bành kêu bữa nay cái lưng nó giờ bóp vô là hết mỡ nghe nè được cái này nó không có bờ đợt nó không có mập lên đít cái lưng nó không có mỡ đó. Thì bữa nay mình đây nè anh em nhìn cái chân nó phải con gà bữa hổm không đó anh em có theo dõi clip thì nhớ ha. Thì nó đang xuống ký thì mình nuôi nó xuống trong một tuần sau mình sẽ xuống 1,3 rồi có khi không có chừng nó 1,2 mấy không chừng. Thì bữa nay nó xuống ký mình rất là mừng. Bây giờ nó còn có 1,4 kg rất là mừng ha. Đó, mình nhấp nó được cái đít nó nặng quá đá không lên, nó gì nó dở chừng không có lên, bữa nay nó dở chừng nó đá chuẩn rồi nghe nè, xuống 100 g nữa là ok, rồi bỏ vô. Thì cái những cái gì mà mình làm được mình mới lên chia sẻ cho anh em, mình chia sẻ rất là thực tế và nó đơn giản lắm. Không có cầu kỳ hay là con gà mập đít mà cần phải bỏ vô chuồng chạy, chuồng bay nhảy gì hết. Mình đơn giản mình cho ít, mình cho nó bơi. Còn anh em gà mà anh em bắt vô, anh em thấy nó ăn nhiều, anh em vẫn để nhiều. Còn anh em cho chạy, cho bơi gì đó, anh em cứ quét ngại này nọ, không bao giờ xuống. Cũng như một cái người mà anh em đi tập giảm cân. Anh em đi tập giảm cân mà anh em cứ ăn rồi ngủ. Rồi tới giờ anh em đi tập, tập về cái anh em ăn vô, anh em ngủ. Thì biết chừng nào mà con gà anh em mình con người của mình chứ quên nó lộn anh em biết chừng nào con người của anh em mới giảm cân được. Phải có một sự cái nó như một cái quá trình là ăn uống và kết hợp vô cái mình cho nó bơi hoạt động cũng như là con người mình giảm cân với ăn ít và phải hoạt động tập thể dục thể thao thì con người ta nó mới xuống ký. Thì con gà mình nuôi cũng như vậy thôi, mình nuôi rất thực tế, không có cầu kỳ là cần phải này nọ, mình cho ăn ít, mình cho bơi vậy thôi, không có cần bay cái gì hết trơn á. Thì mình nuôi gà như vậy mình mới chia sẻ cho anh em những cái gì mà mình làm nó đơn giản và anh thực tế mình quay từ từ cho anh em xem đó. Thì con gà của mình nó như thế nào nào mình quay hết, là một tuần lễ sau mình sẽ quay nữa cho anh em xem là cái đít nó hót lên luôn. À, thì bây giờ nó đang giảm cân rất là ok rồi. Mình cũng có những cái nấu như vậy cho anh em làm như thế nào cho con gà mà đít nó giảm cân ha, anh em theo dõi clip á. Rồi chào anh em nha anh em.